Cậu bé giáp lễ anh hùng. Vào thời cách mạng Pháp cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19, giáo hội Công giáo bị bách hại dữ dội. Một hôm, cha Bretan đã phải cải trang để đến dâng thánh lễ tại một gia đình đạo đức trong xứ là gia đình của cậu Benjamin. Cậu hết sức vui sướng vì đây là lần đầu tiên cậu được giúp lễ. Đến đêm, cậu theo cha xứ đi đưa mình thánh chúa cho kẻ liệt. Bỗng cha Bretan nghe có tiếng giày xăng đá khua trên đường. Một toán lính đang tiến về phía hai cha con. Cha sợ sẽ bị xét hỏi, vội vàng lấy mình thánh chúa trao cho cậu bé Benjamin để cậu chịu lễ ngay tức khắc, cho dù tính theo tuổi cậu thì chưa được phép rước lễ lần đầu. Kế đó, cha cũng trao luôn mặt nhật đựng mình thánh chúa cho cậu cất giữ. Rồi cha con nhanh chân chia nhau mỗi người đi một hướng. Vì còn nhỏ và sức lại yếu, cậu bé chạy chẳng được bao xa thì đã bị toán lính đuổi theo bắt được. Không lâu sau đó, cha Bretan cũng bị bắt, giải về giam chung với cậu bé Benjamin. Một tên sĩ quan tra hỏi cha xứ: "Tên linh mục già kia, nhà ngươi cất giữ bánh thánh ở đâu?" Cha xứ làm thinh không trả lời. Quá tức giận, tên sĩ quan nổ súng bắn chết cha tại chỗ. Lục soát khắp người cha một hồi, chẳng thấy chút bánh thánh nào. Chúng quay sang nạt nộ cậu bé: "Thằng nhóc, chắc chắn mày đã giấu bánh thánh. Đưa ngay cho bọn tao, nếu không mày cũng sẽ mất mạng như cha xứ của mày đấy." Benjamin vừa can đảm vừa ngây thơ trả lời: "Thưa các ông, mình thánh chúa, tôi đang giấu ở Tên sĩ quan tức giận thét lên: "Giấu ở đâu? Khai ra ngay!" Cậu bé trả lời hết sức dõng dạc: "Ở trong tâm hồn của tôi đây, các ông cứ việc mổ bụng tôi ra mà lấy." Bọn lính nghe lời nói khẳng khái như thế thì nổi điên lên vì nghĩ cậu bé cố tình trêu ghen. Lập tức chúng liền nổ súng hạ sát Benjamin tại chỗ, rồi đem vùi xác chung với xác của cha Bretan dưới chân một gốc cây sồi già. Mấy năm sau, khi thời cách mạng đã qua đi, giáo hội Pháp được bình yên trở lại. Trong một đêm nọ, có một cơn bão lớn ập đến, quật ngã cây sồi già, tróc cả gốc rễ lên. Người ta tìm thấy hai bộ xương được chôn cạnh nhau, một người lớn và một cậu bé. Trên tay còn ôm chiếc mặt nhật sáng ngời dưới ánh mặt trời vừa lên.